Mình là B2 và hôm nay thì chúng ta còn hôm nay mình sẽ review cái tác phẩm tiểu thuyết không gia đình của nhà văn pháp Hector Maros. Ông xì lộn hết lỡ chơi, nhưng mà thì cái người với lại ok. Bây giờ mình cho cái tài sinh giá trước nha. Giờ quay một tay, ngoài tay khó quá. Các bạn gửi chuyện này. Thời gian của nó là 129.000 đồng. Nhưng mà trên Tiki nó giảm với nó giảm luôn. Còn có 60.000 đồng thì mình mua rất là rẻ. Thì các bạn mua, các bạn lựa chọn lúc là ngày lễ nó còn giảm giá. Ok đó, bây giờ đây là phần bề ngoài, thì đi vô phần giới thiệu thôi. Vô còn mình đã trở lại có Hector Maros sinh năm 1830 ở miền Bắc nước Pháp, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết được bản đọc người Pháp yêu mến. Nhưng tiểu thuyết của ông có như những tiểu thuyết của ông như Không gia đình, Trong gia đình, Bong bong, Roman Camry đi làm mạnh và hấp dẫn. Mức năm 1907 vân và các món các bạn vừa mua là các bạn tôi đọc cái giới thiệu đoạn đầu thôi. Và mà mình cũng đây là viết đầu tiên trong chơi mỗi ngày một cuốn sách mới, mình sẽ đăng một cuốn sách mà mình đã mua. Nhưng mà hiện giờ mình đang ở Vũng Tàu thì khi mình ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mình về quê ở Vũng Tàu thì đó chính là cái người mình mới mua đã trở lại. Nãy giờ mình đã sách và mình mới đọc đến chỗ này. Đây là cái bì để đánh dấu sách đó, mình mới đọc đến chỗ này. Cái quyển này nó đọc rất cũng nhiều, rất hay, giúp các bạn làm văn lên trình. Đọc xong rồi tôi cũng bảo là các bạn văn lên trình liền. Và giờ clip đã dài rồi, mình xin kết thúc tại đây. Tạm biệt và nhớ like và sub cho mình để mình biết thêm thông tin nhé. Không, để mình nhớ ủng hộ mình nhé. Tạm biệt, goodbye, peace.